Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em đây là những cái ổ cứng cải tiến. Những ổ cứng này thì Thiền thường thường anh em mua máy á, bên Thiền sẽ tặng kèm theo anh em. Thì cái này thì anh em biết rõ đúng không? Thường thường thì sẽ có hai loại, loại 2 chấu và 4 chấu đúng không anh em? Ha, loại có cái lô ở giữa đây để hạn chế khả năng mà bị đứt gãy cước. Thì trước giờ á, cái đao bò kiểu như thằng Huvana này anh em ha, được dùng trên rất là nhiều máy như là Kawasaki, cần New West nè, hoặc là những loại cần khác cũng hình như là cũng dùng đầu bò này anh em. Rồi New West 541, Denko 546, Huvana chính hãng thì cũng làm dùng đầu bò này. Và những cái đầu bò đó thì cái lông đền này nó theo máy là lông đền lớn như thế này, anh em bỏ vào không có được đúng không? Thì bên Thiện cũng sẽ tặng kèm theo một cái lông đền nhỏ này. Đó, để anh em về anh em dùng ổ cứng cải tiến. Ngày xưa là phải vớt anh em, ngày xưa ra từ tiền vớt lại nhỏ như thế này để dùng được. Nhưng mà khi vớt nhỏ như thế này thì anh em dùng dao thì cái lông đền nó nhỏ quá, anh em kẹp nó không có vững cái con dao. Thì sau đó là Thiền có cái giải pháp là tặng anh em thêm một lông đền như thế này. Để với anh em dùng ổ cứng cải tiến thì anh em dùng lông đền này, còn dùng cái dao thì anh em dùng lông đền như cũ đúng không? Đó. Nhưng hiện tại những anh em dùng con máy cắt cỏ Kawasaki TJ53 nhiều quá nên bên xưởng họ mới ra một cái sáng kiến, đó là làm một ổ cứng tự cải tiến lớn hơn ngày xưa anh em. Đây, cụ thể lớn hơn những cái gì? Đường kính của cái này thì để Thiền đo thử xem nha, để anh em mình tham khảo nè. Đường kính của ổ cước ngày xưa á là nó 11,5 nha anh em. Còn đường kính của ổ cước này á thì nó là 12,5, nó lớn hơn 1 ly. À lộn, lớn hơn 1 phân anh em nha. Và cái lông đền theo máy á anh em sẽ bỏ lọt đây luôn. Đó, ngày xưa là bỏ không có vừa nha anh em, ngày xưa bỏ không có vừa nha. Bữa nay máy ông nội đây là ông ra cái bỏ lọt luôn. Đó, về khỏi phải dùng lông đền nhỏ ha. Và cái này nó sẽ tiện lợi cho chúng ta hai cái anh em. Đầu tiên á là anh em sẽ dùng được lông đền này luôn. Thứ hai á thì anh em sẽ vô được nhiều cước hơn nha anh em. Thì ví dụ ngày xưa cước 3,5, cái này anh em vô được tầm khoảng 1 mét mấy đến 2 mét đúng không? Thì cái 4 chấu này anh em bên xưởng họ báo là vô được tầm khoảng 3,5 mét cước nha anh em ha. Nhiều hơn rất là nhiều. Và nếu mà cước 4 ly thì nó tầm khoảng 3 mét. Đó, thì nó cũng gần gấp đôi anh em, chưa được gấp đôi ha, nhưng mà cũng gần gấp đôi ổ cước ngày xưa rồi. Đây, để quay trên từ trên quay xuống cho anh em mình thấy cái độ lớn của nó này ha, để anh em mình tham khảo. Ổ cước này là 50.000 anh em, ổ này là 60.000, còn ổ này là 70.000 nha. Đó, nó chênh lệch nhau 10.000. Nhưng mà ổ này anh em máy lớn thì mới dùng được nha. Máy như TJ53, TJ45, TJ46, những mẫu máy nòng 40 ly thì dùng cũng được được luôn anh em. Chứ còn máy anh em nhỏ quá, nòng 36 ly mà anh em chơi cái này chắc nó hơi nặng á. Ha. Đó, to anh em, to khít luôn. Đây, nó to hơn 1 phân á anh em. Đó, ha. 11,5 và 12,5 nha anh em. Lông đền theo máy là anh em bỏ vô đó là cái tẩm luôn. Vừa khít luôn. Đó, khỏi phải dùng lông đền nhỏ hoặc là khỏi phải vớt nha. Đó. Ha, thì hôm nay có cái đây cũng hay thú vị nè. Cuối tuần anh em mình xem anh em tham khảo ha, anh em nào mà dùng những con máy TJ53, TJ45, TJ46 hoặc là những con máy nòng 40 ly trở lên thì có thể mua cái này ha. Còn cái này là Thiền tặng kèm, là tặng kèm cái này nha anh em. Tặng kèm cái này nha. Còn cái này thì anh em phải mua riêng nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với Thiền với số điện thoại dưới góc màn hình, hoặc là để lại số điện thoại của những phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những ổ cước này để anh em có thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để mỗi lần mà Thiền ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em video nha.